nhìn cái nồi lẩu không biết bà con và các bạn nhỏ cái bụng có bị réo lên không ta yên tâm để nấu cái nồi lẩu ngon thì quá dễ mình sẽ lấy hạt đều khử với lại dầu cho ra cái màu dầu đều phi thơm hành rồi lúc này mình sẽ cho mắm tôm vào ai mà ăn không được mắm tôm á tập dần là dừa vì cái mùi thẩm thẩm giúp mình rất là nghiện luôn đó sau khi cho cà chua còn đây chính là nước cua đồng mình sẽ cho vào nấu so lâm râm lúc này á mình sẽ cho lương xương tấp binh vào một ít nấm rơm nữa thứ gì mà chịu nổi rất là đậm đà ngọt nước luôn còn đây chính là gạch cua mình sẽ cho vào luôn lúc này cua của mình nổi lên bề mặt nhìn rất là hấp dẫn luôn nè bình tôm tướng cá một con mực lá ở nhà tùy thích sương sương như thế này là được rồi phải không bà con nhìn cái mâm rau quá trời mướt mắt luôn giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng ten ten quá dễ dàng để có món lẩu cua đồng để đãi cả nhà cái phần súp tô là một cái phần mà ngon nhất của con mực nhưng mà ưu tiền cho các bạn nhỏ hết rồi mình sẽ cho vào một ít tôm một vịt lộn nữa nha và một ít bò tái nữa còn đây chính là món mà hoa sương yêu thích nhất nấm kim châm trời xe xe lạnh lạnh này á quay quần bên nhau ăn nồi lẩu cua đồng ngon thế này á thì ấm từ trong ra ngoài luôn bà con quá trời bờ lem bờ lem rồi